Vân Anh xin kính chào quý vị khán giả của VNTV. Thưa quý vị, đã trên 30 năm, hàng năm vào mùa hè, ban đại diện các trung tâm Việt ngữ năm California đều tổ chức một chương trình huấn luyện và công nghiệp sư phạm rất quy mô dành cho các thầy cô dạy Việt ngữ tại hải ngoại. Năm nay, vì dịch bệnh COVID-19, hoàn cảnh không cho phép tổ chức tại trường. Tuy nhiên, các thầy cô trong ban đại diện các trung tâm Việt ngữ năm California vẫn cố gắng nỗ lực hết sức để tổ chức khóa huấn luyện và công nghiệp sư phạm năm nay qua hình thức online. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ thầy Vũ Hoàng và thầy Nguyễn Văn Khoa từ ban đại diện các trung tâm Việt ngữ năm California sẽ cùng trình bày với quý vị về chương trình huấn luyện và công nghiệp sư phạm rất là đặc biệt năm nay. Trước hết, Vân Anh xin kính chào thầy Hoàng và thầy Khoa. Dạ vâng, kính chào cô Vân Khoa, xin được kính chào quý khán giả của Việt News TV và đặc biệt cảm ơn đến cô Vân Anh. Dạ, chào thầy Khoa. Dạ vâng, cảm ơn cô Vân Anh và kính chào thầy Khoa và tất cả quý khán thính giả của đài VNTV. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là thưa các thầy cô cũng như là quý vị phụ huynh, quý vị nào mà đã tham dự những chương trình huấn luyện tu nghiệp sư phạm thì chắc là quý vị rất là quen thuộc với hai khuôn mặt rất là quen thuộc của chúng ta, đó là thầy Hoàng và thầy Khoa. Thì trước khi đi vào chương trình ngày hôm nay thì Vân Anh xin hai thầy có thể cho quý vị thính giả được biết sơ qua về sự hình thành của ban đại diện các trung tâm Việt ngữ miền Nam California. Vân Anh nhớ là năm 2018 chúng ta đã kỷ niệm 50 năm, thành ra đến năm nay là nếu mà không có đại dịch COVID-19 thì chúng ta là 32 năm, có phải không thưa thầy? Dạ vâng, thưa đúng như vậy ạ. Là phải nói rằng đó là một cái nỗ lực rất là lớn, mà không phải là cá nhân một người nào trong các cái thầy cô hiện nay trong ban đại diện cái trung tâm Việt ngữ, mà đây là một cái cố gắng rất là lớn của cả cái tập thể cộng đồng người Việt của chúng ta, và cũng không phải chỉ có riêng vùng All Star đi mà phải nói cả cái thầy cô và phụ huynh và những người Việt của chúng ta quan tâm đến cái việc tất cả miền Nam California. Đó là lý do mà tại sao chúng tôi cùng hình thành và đặt cái tên là ban đại diện các trung tâm Việt ngữ Nam California, nghĩa đó là như vậy. Thì đúng như vậy, đến cái kỳ này là kỳ thứ 32, và phải nói rằng suốt cái thời gian vừa qua thì thầy Hoàng là một trong những người đã lo cho vấn đề một chức kỳ nghiệp sư phạm rất nhiều lần, đặc biệt những cái năm gần đây thì thầy cũng có rất nhiều những kinh nghiệm, thì chắc lẽ mời thầy Hoàng nói một chút xíu về những cái sinh hoạt của chúng ta về và các khóa huấn luyện kỳ nghiệp sư phạm trước khi thưa thầy. Dạ. Yeah. Dạ vâng, thưa câu hỏi của cô Vân Anh là cái sự hình thành của ban đại diện các trung tâm Việt ngữ Nam California, thì tôi xin kể như thế này. Thật sự ra đó thì năm 1975 thì đồng bào người Việt của chúng ta qua đây, thì đến năm 1976 đó thì phải kể là có một cái trường Việt ngữ sớm nhất, đó là cái gia đình Phật tử chùa Long Hoa đã thành lập năm 1976, thì đó là cái khởi đầu mà cho cái việc có cái ban đại diện các trung tâm Việt ngữ Nam California ngày nay. Thì sau đó thì có nhiều cái trường cùng đến hợp tác, kể cả đến trung tâm văn hóa Hùng Bàng, rồi trung tâm văn hóa Nguyễn Bá Tầm, cũng như là trung tâm Việt ngữ Chúa Cứu Thế Long Beach, gia đình Phật tử Gautama và các trường Việt ngữ Maria Nữ Vương, rồi trung tâm Việt ngữ Lạc Hồng, trung tâm Việt ngữ Thánh Phaero ở Torrance và trung tâm Việt ngữ Costa Mesa, và đó là mới cái khởi đầu. Thì sau này thì bây giờ lúc đó chỉ có bằng đó số trường, nhưng mà bây giờ thì đã ngay cái miền Nam California mình chúng ta đã có trên 100 trường đã đang hoạt động mỗi tuần. Nếu mà không có cái đại dịch COVID-19 thì có lẽ là thứ bảy chủ nhật nào chúng con em của chúng ta cũng cấp sách đến trường để mà đi học tiếng Việt. Như vậy thì ban đại diện các trung tâm Việt ngữ miền Nam California của chúng ta, ngoài việc mỗi năm có một chương trình huấn luyện và tu nghiệp sư phạm, thì bên cạnh đó chúng ta có những cái sinh hoạt nào khác nữa không thưa hai thầy Hoàng? Dạ vâng thưa cô, ngoài cái công việc chính của chúng tôi đó là tổ chức cái khóa huấn luyện và tu nghiệp sư phạm cho tất cả các thầy cô, nhất là các thầy cô trẻ được sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ. Ngoài ra cái công việc mà
khóa huấn luyện và tiên cấp sư phạm thì cái việc chính thứ hai đó là chúng tôi có một soạn một cái bộ sách giáo khoa cho ai muốn sử dụng cái bộ sách của chúng tôi thì sử dụng. Thì chúng tôi có từ cái cấp mẫu giáo cho đến cấp 7. Hiện giờ thì chúng tôi đã có, và hiện giờ đó thì theo cái số mà thống kê mà chúng tôi biết được từ cái ban tu tư thì có thể là khoảng chừng 200 đơn vị lớn nhỏ ở toàn Hoa Kỳ và kể cả thế giới, Canada, bên Úc, bên nhiều nơi khác cũng đã sử dụng cái bộ sách giáo khoa của Ban đại diện các trung tâm Việt ngữ Nam California. Trong những năm gần đây thì chúng tôi được cái sự ưu ái của gia đình của cựu Bùi Bảo Vân, thì ông đã ủy quyền cho chúng tôi được tu chính lại cái bộ sử Việt bằng tranh của gia đình ông ấy. Thì chúng tôi đã soạn ông cái bộ tập đó thì có 30 tập. Vậy bây giờ chúng tôi đã gom từ cứ 2 tập nhỏ thì chúng tôi dồn vào một cái tập lớn, thì tất nhiên là chúng tôi sẽ có 15 tập. Hiện giờ thì chúng tôi đã phát hành được 5 tập rồi. Thì cái tập thứ 6 thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị để mà cho đi in. Ngoài ra thì cái công việc nữa thì ngày xưa thì lúc mà chúng tôi hợp tác với lại nhiều đoàn thể ở trong cái cộng đồng của quận Orange County này để tổ chức những cái buổi Tết Trung Thu cho các em, cho tất cả mọi sắc dân ở ngoài cộng đồng này. Nhưng mà về sau này thì có nhiều đoàn thể và có nhiều nhà thờ hoặc là chùa cùng tổ chức cùng một ngày như vậy. Thì từ đó chúng tôi mới nghĩ rằng chúng ta nên để cho những cái tổ chức đó họ tổ chức cũng đủ. Chúng tôi không cần phải tổ chức nữa. Tuy nhiên thì có một cái nhóm người mà chúng tôi rất quan tâm, đó là những cái người khuyết tật. Thì những cái người này đó thì những cái, các em đó không có thể mà đi tham gia cùng với những các em lành mạnh khác để mà đi vui cái Tết Trung Thu. Thì chúng tôi tổ chức một cái Tết Trung Thu riêng biệt cho các em đó vào khoảng cái ngày thứ 6 trước cái ngày Trung Thu. Ngoài ra thì chúng tôi có tổ chức những cái cuộc thi cho các em, thi viết chính tả, thi viết văn. Rồi chúng tôi có những cái cuộc thi đố vui ở trong cái hội tổ chức chợ Tết sinh viên, như thi đánh vần, thi đố sử có thưởng, và có nhiều cái công tác khác mà chúng tôi đang làm với lại những cái đoàn thể khác, như là hợp tác với lại Hùng Sư Việt để bài ban đại diện và Hùng Sư Việt tổ chức cái tuyển chọn cái học sinh sinh viên gương mẫu hàng cứ 2 năm một lần. Và hiện giờ thì chúng tôi cũng đang hợp tác với lại một cái số các vị thức giả khác để mà soạn một cái bộ sử, và chúng tôi cũng hợp tác với lại bên Viện Nghiên cứu Lịch sử Việt Nam để mà tổ chức viết ra một cái bộ sử, nhất là cái bộ sử từ năm 1975 cho tới bây giờ, tại làm sao mà chúng ta có mặt tại đây, nhất là con em của chúng ta sinh đẻ ra tại đây, nó cũng không biết gì về Việt Nam hết, đôi khi nó cũng suy nghĩ, nó hỏi là tại sao nó có mặt tại đây. Thì chúng tôi đang lo cái công việc đó, thưa cô. Dạ vâng, cảm ơn thầy Hoàng và thầy rất là nhiều. Và sau đây chúng ta đi vào chương trình chính của ngày hôm nay, đó là nói về khóa huấn luyện và tu nghiệp sư phạm năm 2020, rất là đặc biệt của chúng ta năm nay. Thưa quý vị thấy là chúng ta đang ở vào cơn đại dịch COVID-19, có rất nhiều những chương trình, những lớp học, những event đã nghỉ bỏ, đã cancel. Tuy nhiên, các thầy cô trong ban đại diện các trung tâm Việt ngữ miền Nam California vẫn cố gắng hết mình để tiếp tục, không có bị ngưng trệ cái chương trình huấn luyện trong năm nay. Thì Blaine được biết là năm nay khóa huấn luyện và tu nghiệp sư phạm của chúng ta sẽ được tổ chức vào tháng 8 và qua hình thức online. Thì sau đây Blaine xin mời hai thầy, thầy Hoàng và thầy Khoa, có thể cho quý vị khán giả, các thầy cô và đặc biệt là quý vị phụ huynh của chúng ta biết sự khác biệt này và các thầy mong đợi trong chương trình của chúng ta năm nay mà có những cái bất ngờ gì, thưa hai thầy. Mời thầy Khoa. Vâng, xin phép thầy Hoàng tôi được thưa trước. Phải nói rằng cái năm nay lại là một cái sự thay đổi lớn lao mà có lẽ chúng tôi, tất cả những thầy cô giáo, trở thành học trò, là bởi vì chúng tôi thực sự không có dùng thường xuyên những cái kỹ thuật online, internet nhiều. Và dĩ nhiên trong lúc làm việc cũng có đôi lúc, nhưng mà không có bao giờ xài cái kỹ thuật như là online video ở trên internet cả. Thì đây là lần đầu tiên các thầy cô đã quyết định
phải dùng một cái phương tiện internet để mà đưa một cái chương trình gọi là huấn luyện tu nghiệp sư phạm mang đến cái chọn lọc cho tất cả các thầy cô. Thì chúng tôi cũng phân tách thấy rằng mặc dầu rằng cái COVID-19 nó gây chúng ta những cái khó khăn, nó đe dọa sinh mạng cho rất nhiều người, và trong cho đến giờ này chúng tôi biết là có khoảng trên 5 triệu người trên thế giới đã nhiễm bệnh, và trong đó có 300-400 ngàn người đã gọi là đã tử vong, và trong đó đối với nước Mỹ của chúng ta thì cũng đã trên 1 triệu người vướng bệnh, và cũng đã có số lượng người ra đi cũng rất là nhiều, không phải trên 90 ngàn người. Đây là một cái khó khăn mà đất nước Hoa Kỳ chúng ta nói riêng rất là chịu đựng. Nhưng mà đúng như cô Vân Anh nói, trong cái tinh thần mà cố gắng vươn lên thì anh em chúng tôi cũng phải nghĩ đến những cái lợi thế của cái nhân cái dịch mà COVID-19 này. Chúng tôi sẽ tổ chức một cái khóa huấn luyện tu nghiệp sư phạm online, tức là không có phải đến trường mà các thầy cô, nếu chúng ta biết một chút xíu về computer và nếu có cái sự mà hướng dẫn của ban kỹ thuật của chúng tôi, thì hy vọng là các thầy cô khi theo dõi được cái chương trình này có thể tham dự được. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái phương tiện mà có lẽ nó không giới hạn ở miền Nam California mà sẽ được trải dài khắp thế giới, kể cả một số những nước ở bên Âu Châu, ở bên Úc Châu, bên Nhật, và ngay kể cả Việt Nam. Nếu quý khán giả nào nghe được cái chương trình này có tha thiết với tiếng Việt, muốn học tiếng Việt một cách trong sáng theo cái ngôn ngữ mà truyền thống của Việt Nam của chúng ta, thì có thể cũng sẽ mời cùng tham gia với chúng tôi. Thì cái số điện thoại thì có lẽ quý chúng tôi có thể, cái số điện thoại nó hơi khó, nhưng có thể quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua cái email, đó là info@taviet.org, info@taviet.org, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng trả lời tất cả quý vị. Thì nói về cái chương trình đó, thì trước đây một cái chương trình sư phạm chúng tôi khoảng 30 cái đề tài, thì đến giờ này nhưng trên online chúng tôi chỉ có 15 đề tài thôi. Thì 15 đề tài này nghiêng về vấn đề huấn luyện, tức là dùng những cái đề tài căn bản cho các thầy cô mà giảng về tiếng Việt. Ngoài ra có khoảng cỡ 5 đề tài nó mang tính cách gọi trao dồi kiến thức về vấn đề ngôn ngữ và vấn đề văn hóa rộng lớn hơn, dành cho các thầy cô đã biết nhiều về căn bản tiếng Việt rồi. Thì nó căn bản nó là như Như vậy thì các thầy cô đang theo dõi chương trình của chúng ta ngày hôm nay muốn ghi danh thì cái thể thức ghi danh sẽ như thế nào, thưa thầy Hoàng? Thưa cô và tất cả quý vị, là cái vấn đề ghi danh thì bây giờ thì các thầy cô, nếu mà ai xem được cái đài truyền hình VNTV thì quý vị có thể thấy được chúng tôi. Và cái vấn đề ghi danh chúng tôi như hàng năm đó, chúng tôi đã gửi ra khoảng chừng 700-800 cái email. Thì hiện giờ chúng tôi đang có là cho dành cho các thầy cô mà từ xưa đến giờ vẫn liên lạc với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ gửi một cái email đó ra để chúng tôi cho cái thầy cô một cái link để mà vô một cái application của cái đơn ghi danh đó. Thì các thầy cô cứ ghi danh vào đó, ghi coi cũng ghi danh online, thì quý vị sẽ điền vào đó, nó rất là đơn sơ, không có cái gì rắc rối hết. Thì quý vị thầy cô ghi danh vào đó và click enter, thì ở đây chúng tôi sẽ nhận được những cái đơn ghi danh của các thầy cô. Thì khoảng chừng đầu tháng 7, tôi nghĩ khoảng chừng đầu tháng 7 chúng tôi sẽ gửi cái chương trình đó ra, thưa cô. Chúng tôi dự tính là có thể các thầy cô ghi danh có thể lên tới 3-4, có khi 500 thầy cô ở các nơi cùng ghi danh. Đây là một cái số mà thầy cô tham dự có lẽ đông nhất, nếu mà chúng tôi cũng muốn nói là tổ chức ở trong những cái đại học, khuôn viên đại học như những năm trước đây. Những năm trước đây thì có thể lên đến khoảng 400, nhưng mà năm nay tôi e là có thể cái số lượng thầy cô tham gia rất đông. Là bởi vì mỗi một học viên trước đây đi đến đại học, những thầy cô ở xa, ở bên Nhật, ở bên Úc, hoặc là bên Canada, bên Âu Châu, đó, mỗi qua đây nó là phải vé máy bay, xong ăn ở đến mấy ngày, rồi là nhiều cái chi phí lắm. Mỗi một người trung bình có thể trên dưới 2.000 đồng. Bây giờ mỗi một người chỉ có 2.000 đồng thôi. Mà nếu cái trường nào mà 10 người trở lên thì chỉ có 15 đồng một người thôi. Nếu cái trường nào đông hơn nữa, gọi là 20 người trở lên thì chỉ có 10 đồng một người thôi. Mà chúng ta ở nhà chúng ta có thể theo dõi một cách thoải mái cái chương trình đấy rất là chọn lọc, thì tôi nghĩ cái đó là một cái rất là hay. Và ngoài ra thì cái năm nay đó thì chúng tôi đưa luôn là cái chủ đề của cái khóa huấn luyện tu nghiệp sư phạm năm nay, gọi là tiếp tay truyền bá văn hóa và ngôn ngữ Việt vào dòng chính. Lý do tại sao chúng tôi lại lấy cái chủ đề là tiếp tay truyền bá văn hóa và ngôn ngữ Việt vào dòng chính, là bởi vì quý thính giả biết là hiện nay riêng miền Nam California thì ba cái học khu lớn là học khu Westminster, học khu Garden Grove và học khu Anaheim
đã có những chương trình dạy tiếng Việt từ những cấp nhỏ đến cấp lớn rồi. Đó, thì cái đó là một cái bước đi. Riêng đối với lại cái học khu mà Westminster, mà cái nơi mà có văn phòng ban đại diện ở đó và có nơi mà gần nhà thờ Hòa, thì có cái lớp mà dạy mẫu giáo khi các em bước chân vào học tiếng Anh á, học cái chương trình mà giảng dạy của dòng chính á, là các em cũng có quyền chọn một cái lớp vừa học tiếng Anh vừa vừa học tiếng Việt. Và trong cái chương trình tiếng Việt đó không phải mấy em chỉ học tiếng Việt không, mà sẽ học những cái môn khác như là môn toán, môn xã hội, môn tâm lý vân vân, cái thứ gì mà căn bản đó là các em có thể học bằng tiếng Việt nữa. Như vậy mỗi một ngày đó là mấy em có thể học được khoảng trung bình được khoảng 3 tiếng, một tuần như vậy là 15 tiếng bằng tiếng Việt, mà không phải chỉ tiếng Việt do học cái ngôn ngữ Việt không, mà học những cái bộ môn khác của cái cấp tiểu học và cấp mẫu giáo cũng học như vậy nữa. Thành ra cứ tính như vậy một năm thì chúng ta có một cái lớp như vậy, các em nó học lên có thể là 500-600 giờ trong một cái năm như vậy. So với những cái lớp mà chúng ta đang giảng dạy tại các cái trường mà chúng ta đang làm thì trước mấy chục năm nay chúng ta tổ chức có thì một năm thì dạy được khoảng 60 giờ thôi. Thành cái đó là một cái sự khác biệt như vậy. Do đó chúng tôi muốn nhấn mạnh đến chúng ta phải tiếp tay để mà truyền bá cái văn hóa và cái ngôn ngữ vào cái dòng chính là như vậy. Và năm nay thì chúng tôi có may mắn là được cái sự cộng tác của tất cả rất nhiều các thầy cô đang giảng dạy Việt ngữ tại một số những cái học khu đó cùng tham dự với chúng tôi. Và có những đề tài hết sức là hay, hết sức là hấp dẫn. Thì tôi mong rằng quý thính giả khi mà nghe được cái chương trình mà chúng tôi trình bày ở đây ấy, cố gắng chuẩn bị để ghi danh tham dự vào, ngay kể cả phụ huynh như nữa. Chúng ta sẽ biết rằng khi mà chúng ta biết được cái chương trình giảng dạy hữu ích như thế này, chúng ta sẽ dùng cái sự hiểu biết đó để mà hướng dẫn cho con cái của mình. Thì tôi nghĩ rằng cái điều đó rất là quan trọng. Để ý mà xem tất cả những gia đình nào mà có con em mà có cha mẹ ông bà mà nói tiếng Việt ở nhà, các em nó rất là giỏi, giỏi vượt trội hơn những em khác. Đó để nói là cái gì, nói nếu mà chúng ta có cơ hội học hỏi, có cái cơ hội mà văn ôn võ luyện thì các em nó rất là giỏi, và cái đó nó sẽ đóng góp rất nhiều cho cái cộng đồng, không những của Việt Nam của chúng ta mà cho cái xã hội chúng ta đang sống, đồng thời góp một phần cho cái sự phát triển lâu dài của đất nước của chúng ta khi không được cộng sản. Dạ vâng, để tiếp lời thầy Khoa chút xíu về cái chương trình mà các em học ở trường công đó hiện giờ đó, thì không phải các em học tiếng Việt không đâu. Nửa ngày các em học tiếng Việt và nửa phần sau các em học tiếng Anh. À, thành thử ra có nhiều khi mà không rõ các phụ huynh nói là tại sao cho con em tôi đi học trường Mỹ mà cứ bắt học tiếng Việt không vậy. Thì coi như là nó kêu là dual language immersion. Tức như là nửa ngày đó thì các em nó sẽ học tiếng Việt và nửa ngày các em sẽ học tiếng Anh. Nó cũng học đủ mọi bộ môn giống như là các thời khóa biểu của các em, những cái em khác vậy thôi. Đó là tôi muốn xin bổ túc với lại cái vừa rồi thầy Khoa phát biểu đó. Dạ vâng. Dạ vâng. Cô Văn Anh chút xíu cũng để nói luôn là cái chương trình mà tiếng Việt đưa vào trong cái hệ thống mà giáo dục tiểu học, trung học đệ nhất cấp và trung học thì nó cũng có hai cái chương trình. Cái chương trình như vừa thầy Hoàng có thưa đó là cái chương trình mẫu giáo để các em nó dual language đó. Thì nó lại khác, còn một cái chương trình mà khi lên tiểu học đệ nhất cấp và trung học đó thì các em dạy theo gọi là cái chương trình các em chọn những cái ngoại ngữ mà các em thích. Ví dụ bây giờ các em tiếng Việt hoặc là tiếng Spanish hoặc là tiếng tiếng Đại Hàn hay là tiếng Nhật vân vân, thì các em có quyền chọn những cái ngoại ngữ nào các em muốn. Thì cái tiếng Việt cũng là một trong những cái mà các em rất là thích, rất là tự chọn. Giờ nói cái chương trình ở như tiểu học, trung học, trung đại đệ, trong nhất cấp trung học đó, ngay cả lên đại học cũng vậy, nó có những cái chương trình rất là phong phú và rất là đặc biệt nữa. Nếu quý thính giả mà có con em ở lứa tuổi nào thích chọn những chương trình nào thì ghi danh cái chương trình đó, thì chúng tôi sẽ có một cái đề tài đặc biệt nói về cái hội thảo về cái chương trình mà giảng dạy cấp tiểu học, trung học đệ nhất cấp, trung học và đại học trong cái khóa tu nghiệp sư phạm này. Nếu quý thính giả có con em nào mà trong cái lứa tuổi đó, hãy cố gắng gọi là tham gia ghi danh với lại chúng tôi, thì quý vị sẽ khám phá được những cái lợi ích rất rất lớn cho gia đình của mình. Dạ vâng, cảm ơn thầy Khoa và thầy Hoàng rất là nhiều trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Chúng ta sẽ trở lại với quý vị khán thính giả trong những chương trình sắp tới. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin quý vị nhớ ngày 15 và 16 tháng 8 sắp đến là khóa huấn luyện và tu nghiệp sư phạm, không những chỉ dành cho các thầy cô giảng dạy Việt ngữ tại hải ngoại mà còn cho quý vị, mở rộng cho quý vị phụ huynh, cho các em sinh viên và cho tất cả những ai
còn yêu tiếng Việt. Và cảm ơn hai thầy rất là nhiều. Dạ. Lời cuối cùng của hai thầy đến quý vị khán giả. Vâng, cảm ơn cô Vân An rất là nhiều và cảm ơn ban giám đốc của đài VNTV cũng như là khán thính giả của đài VNTV đã nghe anh em chúng tôi trình bày về cái khóa tin học sư phạm online trong vài mươi phút vừa qua. Chúc quý vị an lành và không có bị dịch bệnh COVID-19. Dạ vâng, và sẽ gặp lại các thầy cô. Vâng, cảm ơn thầy Hoàng và xin được cảm ơn cô Vân Anh, cảm ơn đài VNTV, cảm ơn anh Tiết là kỹ sư gọi là software mà đang phía sau của hội trường sắp xếp cho cái chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin được cùng với thầy Hoàng thay mặt cho ban tổ chức, ban đại diện các trung tâm của Việt Nam tân sinh cảm ơn đài, cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi buổi nói chuyện ngày hôm nay và hy vọng cô Vân Anh sẽ dành cho chúng tôi những cái buổi nói chuyện khác nữa để mà cập nhật những cái chương trình nó khi chương trình về tin học sư phạm nó sắp đến. Thì một lần nữa, nếu quý thính giả các thính giả nào có bất cứ những thắc mắc thì xin có thể gọi là liên lạc với chúng tôi ở cái email là info@taviet.org, hoặc muốn thắc mắc thì có thể vào cái ta việt tiếng Việt ta người Việt Nam cái ta việt taviet.org đó, thì quý vị sẽ thấy cái website đó. Thì cũng có một cách là quý vị có thể đánh vào trung tâm Việt ngữ Nam California, tự nhiên nó sẽ pop up lên cái website của bạn, trung tâm Việt ngữ rồi Nam California hay trung tâm Việt ngữ không cũng được, nó sẽ hiện lên trên internet. Xin được cảm ơn cô Vân Anh một lần nữa, xin được tạm biệt quý khán giả. Dạ, xin tạm biệt.